Con xin chào tất cả mọi người. Vĩnh Khang hôm nay đã quay lại với tất cả mọi người đây. Vĩnh Khang xin giới thiệu một loại sản phẩm của shop Lâm Chi. Đây chính là kem chống nắng Taxi đỏ, giúp bổ sung cho làn da collagen cũng của tất cả mọi người đây. Cái này chỉ dùng được cho nữ với nam. Khi các bạn đi đâu đó ngoài trời nắng, các bạn có thể sử dụng được những cái này, kem chống nắng này nhé các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn sang những tuần sau.